nay công ty Thế Giới Bảo Mật chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn đó là cân điện tử, thường được dùng ở trong các cái cửa hàng kinh doanh về thực phẩm cũng như là siêu thị. Đây là cân cát có cái mã sản phẩm đó là CL5200. Thì bây giờ mình sẽ mở lên các bạn xem nhé. Cân đang trong cái quá trình là khởi động đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được cái quy trình hoạt động của nó như thế nào. Ở đây mình sẽ có một cái sản phẩm, cuộn giấy mình bỏ lên. Rồi thì nó sẽ hiện ở đây là cái số ký. Mình sẽ tiến hành là mình in một cái tem nhãn. Rồi thì nó sẽ in ra cái tem nhãn. Ở đây là cái thông tin về sản phẩm, là bò sợi ăn liền. Đây là cái trọng lượng là 2,4 kg. Đây là đơn giá trên 1 kg và nó tính ra thành tiền cho mình. Đây có thêm về là về ngày là hàng sử dụng cũng như là cái tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại của mình. Thì mình có thể làm thêm về cái tên cửa hàng mình lên đây. Và mình có thể là dán trực tiếp lên sản phẩm. Nó thường được ứng dụng ở trong các cái siêu thị để mình cân hoa quả, rau củ cũng như là cân thịt, cá vân vân. Thì cân này thì là xuất xứ ở Hàn Quốc và bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn ngày sản xuất. Cân hỗ trợ cổng kết nối như là cổng USB, cổng LAN, RS232 để có thể là mình hỗ trợ mình quản lý từ xa, có thể là điều chỉnh các thông số. Đây thì mình sẽ cân thêm một cái sản phẩm nữa cho các bạn xem. Rồi đây. Rồi mọi cái chi tiết liên quan đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.